chào tất cả các em, rất vui vì hôm nay thầy được quay trở lại để hướng dẫn các bạn nội dung tiếp theo trong chuỗi các bài giảng phục vụ cho khóa cơ bản 10 của chúng ta. Theo tiến độ ghi hình và ra bài giảng thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn bài số 2, bài có tên là chuyển động thẳng biến đổi đều. Đấy, đây là cái một cái bài nâng cấp lên một cái trình độ mới. Và ở cái bài này thì nó sẽ kết nối được gần như là kiến thức xuyên suốt cả 3 năm cấp 3 của các em. Đặc biệt là kiến thức ở các cái phần nâng cao vì thế các em phải lưu ý uh, cho thầy đó là lắng nghe cẩn thận và nhớ ghi chép đầy đủ những cái sự định hướng và những cái nội dung kiến thức mà thầy trang bị. Đặc biệt là những cái chỗ mà thầy đóng khung và nhấn mạnh, đó là những cái chỗ mà kiến thức nó có thể lặp lại. Hiểu chưa? Đó, đấy là uh, cái đặc điểm và cái nội dung của bài. Còn bây giờ thầy dẫn các bạn vào các nội dung chính trong bài nhé. Thầy cho mình vào phần thứ nhất, vận tốc tức thời. Đấy. À, ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ có hai ý lớn đó là độ lớn của vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời thì các bạn biết xét cái vận tốc trung bình trước đã. Vận tốc trung bình ở trong chuyển động thẳng thì thẳng đều thầy đã nói rồi. Nó bằng biến thiên của độ rời trong một đơn vị thời gian. Nhưng đây xét về cái phương diện về độ lớn của vận tốc tức thời thì biến thiên đó thì chính khoảng là S Trong một khoảng chia cho một cái lượng là delta T thì mình có V bằng delta SC chia cho delta T. Nhưng nếu như xét trong một cái khoảng thời gian rất là bé Rất là bé Thì cái lượng biến thiên này Nó rất là rất là nhỏ này Thì chúng ta sẽ có khái niệm V là gần như là tức thời Hai con này Con này chuyển sang con này gần như là tức thời Đấy vậy nên là trong thời Trong một cái khoảng thời gian rất là nhỏ Thì cái biến thiên của Quãng đường chia thời gian thì nó trở thành Gọi là vận tốc tức thời xét về phương diện độ lớn thì chúng ta có thể xét hai cái biến thiên xét uh, cái biến thiên độ rời nó chính là delta s chính là cái quãng đường nó đã dịch đi chia cho một cái khoảng thời gian rất là bé tức là từ con này sang con này trong chớp mắt thì người ta gọi đó là tức thời hiểu ý chưa nó rất là bé <laughs> vấn đề số 2 là vector vận tốc tức thời đây là độ lớn vậy thì vector vận tốc tức thời là như thế nào là một cái vector có gốc đặt tại vật nhớ chưa gốc đặt tại vật và nó chuyển động nó phải chuyển động có hướng của chuyển động tức là vectơ vận tốc tức thời thì nó có hướng của chuyển động đấy. và có độ dài tỷ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời đấy, độ lớn tức là cái vectơ v nó có độ dài tỷ lệ với cây con độ lớn của con v tức là hai con độ lớn mà khác nhau ví dụ con thứ nhất lớn hơn con thứ hai thì vectơ v biểu diễn cho con thứ nhất nó phải dài hơn vectơ v biểu diễn cho con thứ hai đấy là nguyên tắc nhớ chưa Đấy, và có độ dài tỷ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỷ xích nào đó Em nhớ nhá Ví dụ thầy sẽ mô tả đây là một cái con Đây là con uh, V1 nào đó đi Đấy, Giả sử như này Nhưng có một con V2 nó dài hơn, độ lớn nó lớn hơn Thì em nhớ là phải biểu diễn Đây là V2 như thế này Hiểu chưa? Đấy, đây là cái vector vận tốc Đấy, Có hướng của chuyển động Tức là nó chuyển động từ đây sang tới đây và có độ dài tỷ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một cái tỷ lệ nào đấy. đấy ví dụ như là con này gấp con này 2 phần 3. Tức là con này chiếm 3 phần, con này 2 phần. Đấy, độ lớn so sánh với nhau thì cái độ dài của vector V2 nó cũng phải dài gấp. Uhm, nó chiếm 3 phần nếu như theo 3 phần 2 so với cái tỷ xích. là Mình chọn nào đó. Nhớ chưa? Và đặc điểm. Cái độ lớn của vận tốc tức thời nó sẽ biến đổi tăng hoặc là giảm đều theo thời gian. Đấy, nó biến đổi tăng hoặc là giảm đều theo thời gian. Vì chúng ta đang học là chuyển động thẳng biến đổi đều. Tức là chúng ta chỉ xét trong cái trường hợp là biến đổi đều thôi. Còn các cái trường hợp phức tạp mà cũng biến đổi tăng lên hoặc là giảm đi nhưng nó theo từng giai đoạn nó tăng rồi nó lại giảm, xuống rồi lại tăng giảm thì lúc đấy mình phải chia nhỏ nó ra. nhé yeah. Phải nhớ cho thầy như vậy. Và đặc điểm là khi mà vận tốc nó tăng lên tức là V2 nó lớn hơn V1 thì người ta gọi đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều còn ngược lại nếu như khi v2 mà bé hơn v1 hay người ta gọi là vận tốc giảm thì người, chúng ta sẽ kết luận đây là chuyển động thẳng chậm dần đều, Đấy. tức là nó sẽ bắt đầu từ trạng thái ví dụ như con đầu nhanh dần đều là trạng thái đầu tiên là vận tốc đã có rồi nhưng trạng thái sau vận tốc nó lớn hơn thì rõ ràng vận tốc nó tăng lên, vận tốc nó tăng và ngược lại à, chuyển động thẳng mà chậm dần đều thì vận tốc nó đang có như thế này nhưng đại lượng sau nó bé hơn thì nó là giảm dần vận tốc và nó có thể tiến tới không nhá em hình dung không đấy đấy là cái ý cái phần đầu tiên chúng ta xét cái phần 2 nó lớn hơn nó rộng và nó nhiều công thức và nó ứng dụng nhiều trong quá trình làm bài hơn đó là khái niệm về gia tốc và chuyển động thẳng cái phương trình chuyển động thẳng biến đổi nhá khái niệm về gia tốc nó đưa ra khái niệm giống như biến thiên của lý độ thì chúng ta có vận tốc thì bây giờ khái niệm gia tốc thì nó sẽ như thế nào Các em chú ý vào đây là một cái đại lượng đặc trưng được xác định bằng thương số giữa độ biến thiên của vận tốc delta v và khoảng thời gian mà vận tốc biến thiên delta t thấy nhắc lại này gia tốc là một đại lượng được xác định bằng thương số giữa độ biến thiên của vận tốc với cái thời gian mà uh, vận tốc biến thiên đấy. đấy tức là ở đây mình có này a bằng delta v chia cho delta t thì cái uh, delta V thì mình có thể hiểu là V sau trừ V trước tức là V trừ V0 chia T trừ T0. Thì cái chỗ này nó có thể đổi uh, xét trong một cái khoảng từ khi bắt đầu chuyển động là T0 đến một thời điểm T. Nhưng nếu như thầy xét từ T1 đến T2 thì chúng ta sẽ có V2 trừ V1 chia cho T2 trừ T1. Em hình dung không? Đấy, tức là mình phải chia theo từng đoạn và lúc đấy mình phải xét điều kiện trên đoạn đó, tức là thời gian nó bị giới hạn từ đâu đến đâu. Vì có thể một cái chuyển động nó thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau Giai đoạn đầu thì nó chuyển động thẳng đều Giai đoạn sau thì nhanh dần đều Xong rồi lại thẳng đều rồi chậm dần đều Thì chúng ta sẽ xét trong từng khoảng khác nhau Em nhớ nhá Và nó là một cái đại lượng vector Vì V là một đại lượng vector Thầy đã nói bên này là Vector vận tốc tức, tức thời Thì ở đây chúng ta có A vector A thì bằng delta V chia delta T Tức là delta T là một đại lượng không đổi V là vận tốc trừ đi một vận tốc thì nó vẫn là một cái vector vận tốc thôi Thì các em biết vector A mà trừ vector B thì nó vẫn ra được một cái vector C Nào đó đúng không? Thì gia tốc nó cũng vậy em ạ Gia tốc A thì bằng delta V trên delta T Và A người ta đưa là khái niệm đây là gia tốc Và nó là có đơn vị là mét trên dây bình Em hiểu này V là mét trên dây Mà lại chia cho dây thì rõ ràng là mét trên dây bình Đấy. Và nó là một cái đại lượng vector Thầy vừa nói rồi Đúng không? Thầy chứng minh rồi đấy À, delta v là biến thiên vận tốc và delta t là thời gian biến thiên thời gian mình xét. À, trong quá trình chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó sẽ có hai trường hợp là chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều. Cái biến đổi đều là nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều. Em lưu ý cho thầy nhé. Vậy thì trong đây chúng ta có chú ý là tích con a và v mà lớn hơn không? Tức là hai con này cùng hướng với nhau. Tức ở đây em có thể hiểu như sau này. À, A dương V dương Thì V là một đại lượng vector Nó có thể chuyển động cùng hoặc ngược chiều dương mình chọn Gia tốc thì lúc đấy mình đang xét là là Nhanh hay chậm dần đều Em hình dung nhá Do mình chọn chiều dương thì mình mới quy ước là V âm hay dương V âm hay dương Đúng không? Nhưng mà em hiểu nhá Có một cái xe nó chuyển động từ B về đến A Nhưng xe đấy cũng đang dồ ga tăng tốc lên Thì rõ ràng nó đang chuyển động Nhanh dần đều đúng không? chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vậy nên chúng ta sẽ có đặc điểm là con A và con V lớn hơn không Thì em để ý nhá, A là biến thiên của vận tốc. Nếu vận tốc sau mà lớn hơn vận tốc trước thì các em sẽ thấy là gia tốc nó dương. Nhưng mà ở một thời điểm T nào đó thì V mà nó đang chuyển động ngược chiều dương thì rõ ràng các em thấy điều gì? À, hai con này sẽ cùng dấu với nhau. Cùng dấu và biểu diễn sẽ cùng hướng. Cùng hướng. Nó là cùng hướng còn chuyển động chậm dần đều, thẳng mà chậm dần đều thì tích a nhân v là bé hơn 0. Hay lúc này em có thể hiểu là hai con này ngược hướng nhau. Khi biểu diễn là phải biểu diễn hai vectơ này ngược hướng nhau như đây. Đấy. Ô, chỗ này thầy bị nhầm. Chỗ này đảo lại. Em chú ý nhá. V và a cùng hướng. Còn đây là v và a ngược hướng, tức là chậm dần đều. Đấy, V là hướng là do cái cái đặc điểm cái vật đấy nó chuyển động so với chiều dương mình chọn là là cùng hay là ngược chiều thôi. Nhớ chưa? Còn A thì cứ V sau trừ đi V trước chia cho delta T thế là được. Nhớ chưa? Đấy. chú ý cho thầy nhá. Cái này nó sẽ rất là rắc rối khi em viết cái phương trình chuyển động đấy, thầy sẽ chỉ sau. Và để mô tả nó thì chúng ta sẽ dùng cái đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa vận tốc và thời gian. Mối liên hệ giữa vận tốc và thời gian đấy đáng nghĩa là thầy để phần sau phần này cơ nhưng không sao Thì có thể kết nối cả hai cái cũng được vì uh, chúng ta có thể đưa cái khái niệm gia tốc nó vào đây khi mình áp sang đây thì đây đồ thị khi mà gia tốc dương và gia tốc âm người ta gọi là đây là gia tốc dương đây là gia tốc âm cái đồ thị thể hiện đây này mối liên hệ giữa v và t giống như x và x và v thì để hiểu nó thì chúng ta nhìn trước xuống bên dưới này ở cái phương trình tổng quát là gia tốc bằng V trừ V0 chia T trừ T0 Thì em thấy ngay là V sẽ bằng V0 chuyển đổi nhá Các em nếu như chưa thạo thì em có thể nhân con này lên đây Xong chuyển V0 sang thì mình được cái phương trình này Đúng không? Vậy thì ở cái phương trình này là có một cái mối liên hệ giữa à, vận tốc và thời gian Thì đây là họ đường thẳng Họ đường thẳng Đi qua, thời điểm ban đầu đi qua V0 Đấy Vậy thì ở đây A nó giống như hệ số góc của cái đường thẳng VT V theo T Thì nếu như A dương thì đồ thị sẽ hướng lên và A âm đồ thị sẽ hướng xuống Đây là A lớn hơn 0 và đây là A bé hơn 0 Chú ý cho thầy nhá Đấy Ở trong đây thì vận tốc tức thời là V Còn V0 là vận tốc ban đầu à, A là gia tốc Và T0 là thời điểm ban đầu nhiễm như T thầy không biết nữa Ok Đấy các em phải chú ý cho thầy nhá đây là cái công thức nó rất là hay rất là hay thì chúng ta sẽ dùng nó đấy nhưng thường thì người ta sẽ chọn gốc thời gian lúc vị trí vật bắt, bắt đầu xuất phát nên chúng ta sẽ bỏ qua con này tức là v bằng v không cộng at nhớ chưa cái t không nó sẽ xuất phát à, nó sẽ xuất hiện ở đâu ở những bài mà nó sẽ có các chặng khác nhau mà vận tốc thay đổi tức là ví dụ lúc đầu nó nhanh dần sau nó lại chuyển động đều thẳng đều ấy và lúc sau này chậm dần ví dụ như thế em tưởng tượng được chưa đấy nhá tọa độ của vật Đấy, đây là cái phần hay nhất, hay nhất. Đấy, thì xét tọa độ của một vật thì chúng ta sẽ có tọa độ ban đầu này và cái quãng đường nó đã thực hiện. Thì rõ ràng em nhìn thấy ngay này, x bằng x0 cộng s x0 cộng s gì? Vậy thì bây giờ thầy sẽ giới thiệu cái công thức quãng đường SC Ở trong chuyển động thẳng đều thì quãng đường là v nhân t. Nhưng trong chuyển động thẳng à, biến đổi đều thì quãng đường nó bằng V0 nhân T trừ T0 cộng 1 phần 2 A nhân T trừ T0 tất cả bình phương Ở trường hợp mà mình chọn nó làm gốc thời gian Lưu ý này, à, gốc thời gian lúc mà vật bắt đầu xuất phát Thì nghiễm nhiên là cái T0 này bỏ đi Mình có ngay công thức là S thì bằng V0T cộng 1 phần 2 A T bình Cộng 1 phần 2 A T bình Đấy, em lưu ý nhá Trong đây thì S thì chính là quãng đường V0 là vận tốc đầu Đây còn A là gia tốc T0 là thời điểm đầu tiên mình xét Nếu như thời điểm đầu tiên mình xét Mình tính nó là gốc luôn thì cái này bỏ qua Vì nó bằng 0 Nhớ chưa? Đấy Vậy thì phần tọa độ thì các bạn biết đấy Như thầy đã mô tả ở đây Tọa độ XC nó bằng tọa độ đầu cộng với quãng đường nó đã đi được Đúng không? Cộng quãng đường nó đã đi được Vậy nên chúng ta có ngay là XC bằng X0 cộng XC. Mà x0 thì lắp vào đây S thì thay phần bên dưới vào S Thì chúng ta có x0 cộng v0 nhân mở ngoặc t trừ t0 Cộng 1 phần 2 a nhân t trừ t0 Tất cả bình Ở trong cái hệ thức này thì lưu ý cho thầy Đây là hệ thức tổng quát Nếu như v0 mà ngược chiều dương mình chọn thì Cộng với trừ bao nhiêu đấy mình đóng ngoặc Còn gia tốc mà đang chậm dần hoặc nhanh dần đều Thì chúng ta sẽ có ngay Đấy có ngay Đó là Cái đặc điểm gì ở đây em À cái đặc điểm ở đây đó là cái con A này này Phải có dấu trừ đi bên ngoài Nếu như chậm dần đều và dấu cộng Thì không cần viết vào đấy nữa Cứ thay số bình thường Nhớ chưa à, Và em nhìn này Đây là một cái họ đường thẳng à, Không phải Thì xin lỗi Họ một đường cong Và chính xác nữa là một đường parabol Đường parabol Thì chúng ta có mối quan hệ là x Với t nó là bậc 2 Đấy hàm bậc hai Có dạng thức như này Đây là một dạng parabol Y bằng A bình cộng b x cộng c Đấy Đây là A x bình cộng bx còn cái phần lẻ à, cái phần hàng số đẩy hết ra bên ngoài thì chính là c thấy quen không cũng không đến nỗi đúng không và nó có một cái hệ thức mở rộng có một hệ thức mở rộng ở chỗ này v bình trừ v không bình bằng hai lần a nhân s Đấy. tức là ừ. tức là ở đây thầy rút toàn bộ cái t này chính xác là t trừ t không là rút ra thì mình có v trừ v không chia cho a mình lắp vào cái phương trình này thì chúng ta sẽ được cái hệ thức này để thực liên hệ nhá đấy là toàn bộ những cái nội dung uh, kiến thức về lý thuyết và um, các cái công thức quan trọng mà thầy muốn nhấn mạnh cho các em bây giờ thầy cho mình cùng uh, vận dụng nó vào các ví dụ thầy cho mình xử lý ví dụ này nhá chất điểm chuyển động dọc theo trục ox với vận tốc là 3,5 m trên giây thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều trong 2 giây vận tốc tăng đến 4,5 m trên giây tìm gia tốc và quãng đường và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian nói trên. Đó. Thì ở đây trong cái bài này thầy yêu cầu các bạn xử lý tìm gia tốc, quãng đường, gia tốc a này, quãng đường sc này, vận tốc trung bình. Vận tốc trung bình v. Đấy, trong cái khoảng thời gian mình xét trên. Thì các em lưu ý cho thầy. Các cái công thức mình cần nhớ ở đây. Công thức đầu tiên là công thức liên quan đến gia tốc a à, v chữ v0 chia t chia t0. Nếu như xét từ thời điểm đầu. Nếu như xét từ t1 đến t2 thì mình có v2 chữ v1 chia t2 chia t1. Và lưu ý gia tốc nó sẽ không đổi trên quá trình mình xét là chuyển động thẳng nhanh dần hay là chuyển động thẳng chậm dần đi. Nhớ chưa? Ý B. À ý thứ hai, vận tốc nó sẽ có hai loại là vận tốc tức thời và vận tốc trung bình. Vận tốc tức thời thì nó là được xác định qua hệ thức là v0 t t0 mở ngoặc đấy mở đóng à, thầy nhắc lại này v bằng v 0 nhân mở ngoặc t trừ t không cộng a nhân t trừ t không thường thì thầy sẽ đọc liền luôn v bằng v không cộng at thầy xin lỗi chỗ này viết lỗi rồi v đúng rồi v bằng v không cộng a cộng với cả a nhân t trừ t không viết lại nhé cái con quãng quãng đường hoặc là tọa độ thì mới có t t không nhé à, cộng với a nhân t trừ đi t không kiến thức tiếp theo là mình cần phải nhớ vận tốc trung bình vận tốc trung bình thì cứ độ rời bí thiên của độ rời tức là li độ sau hoặc là tọa độ sau trừ tọa độ trước chia cho khoảng thời gian mình đo ấy nhá em phải chú ý và tọa độ tọa độ x thì bằng tọa độ ban đầu cộng quãng đường nó thực hiện tức là x 0 không cộng với s uh, mà x thì 0 cộng s mà SC thì nó bằng v0 nhân mở ngoặc t trừ t0 cộng với 1 phần 2 chỗ này ra là 1 phần 2 nhân a nhân t trừ t0 tất cả bình Đấy. và cái quãng đường ở trong cái công thức trên thì có hai cách tính cách đầu tiên là như thầy đọc này v0 nhân mở ngoặc t trừ t0 cộng 1 phần 2 a nhân t trừ t0 tất cả bình thường thì chọn t0 là mốc là mốc thời gian ấy thì chúng ta có s bằng v0t cộng 1 phần 2 a t bình nhá nhớ cho thầy như vậy và chúng ta có SC bằng một cái công thức này người ta gọi là công thức độc lập về t tức là trong hệ thức này thì không cần dùng t mình vẫn tìm được cái quãng đường tức là SC bằng v bình trừ v không bình chia hai a hay thầy hay đọc là v bình trừ v không bình bằng hai a SC và nếu như thầy xét trong khoảng thời gian từ v 1 đến v a à, t 1 đến t 2 ứng với vận tốc ứng với từng thời điểm đó là V1 và V2 thì có hệ thức là V2 bình trừ V1 bình chia cho 2S thì nó vẫn bằng A nhá Đấy là những cái kiến thức mà các em cần nhớ Vậy thì áp dụng các cái điều đó Vậy thì bây giờ mình cùng bóc tách các dữ kiện của đề bài này à, Chuyển động dọc theo chuỗi với vận tốc là Thì đang chạy với vận tốc 3,1 À 3,5 thì nó V1 Thì tăng tốc nhanh dần đều Trong 2 giây Đấy, trong 2 giây tức là um, xét từ T1 đến T2 thì cái chữ lượng này chính là delta T. Vận tốc tăng đến 4,5. Thì 4,5 là V2. Dễ chưa? Vậy thì tìm gia tốc. Chúng ta có gia tốc. Gia tốc. A à, thì bằng V2 trừ đi V1 chia cho T2 trừ T1 chính là delta T chúng ta có ngay à, 4,5 trừ đi 3,5 em chia cho delta t là 2 con này trừ con này thì 1 thì cái chỗ này bằng 0,5 mét trên dây bình chú ý cái đơn vị của vận tốc là mét trên dây mình chia cho uh, t nữa t đơn vị lại là dây thì chúng ta mét trên dây bình nhớ nhá đấy đấy là dữ kiện đầu tiên dữ kiện thứ hai đề bài yêu cầu là xác định quãng đường vật đã thực hiện. Thì ở trong cái bài này mình có thể xác định quãng đường qua công thức uh, thuần túy SC. Nhưng thầy khuyên các em vì nó có hai cái V, có hai cái V thì nên tìm quãng đường theo cái công thức này là công thức V bình trừ V V1 bình, thầy xin lỗi V2 bình V sau trừ V trước là V1 bình chia cho hai lần gia tốc A. À, thì rõ ràng em sẽ thấy ngay là à cái con này đó chính là đây Đúng không? Đấy Thế nên là chúng ta chỉ việc thay số vào thôi à, V2 là 4,5 bình Trừ V1 bình là 3,5 bình Chia cho 2 Nhân với cả 0,5 2A đấy Cái mẫu là bằng 1 Trên tử là 4,5 bình Rồi Trừ đi 3,5 bình Rất là nhanh chóng 4,5 bình trừ đi 3,5 bình Tức ở chỗ này kết quả trả về 8 và đơn vị đây là mét nhớ chưa vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian nói trên vận tốc trung bình vận tốc trung bình thì biến thiên của của cái độ rơi biến thiên của cái độ rơi trong cái khoảng thời gian mà chúng ta xét nhá ngoài ra thì vận tốc trung bình thì em có thể hiểu là lấy v trước cậu v sau chia hai vận tốc trung bình trung bình. Thì V trung bình nó ngoài công thức uh, x2 x1 chia cho t2 t1 thì uh, chúng ta chỉ cần xác định qua hệ thức là V2 cộng với cả V1 tất cả mình chia cho 2. Thì 4,5 cộng với uh, 3,5 là mấy? 8 chia 2 thì chỗ này còn 4 m trên giây. Đấy, ngoài cách tính bình thường thì chúng ta cũng có thể tính chỗ này qua công thức là um, V2 cộng V1 tất cả chia cho 2. Nhớ nhá. Đấy, kết thúc ví dụ đâu. Thầy cho mình xử lý câu này nhá. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì xuống dốc. Nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là a bằng 1 m/s. Biết chiều dài dốc là 192 m. Tính thời gian để ô tô đi được hết dốc và vận tốc của nó tại chân dốc. Đấy, em hình dung không? Thì bây giờ thầy sẽ tách ra các đại lượng cho các em xử lý nhá. Uh, nó đang đi với vận tốc này thì hiểu đây là vận tốc đầu. thì quá trình của nó là bắt đầu xuống dốc. thì cái giống như cái xe đạp em chở bạn gái xuống dốc thì vận tốc như vậy thôi nhưng mà chúng ta sẽ được tăng cường bởi yếu tố là uh, độ dốc thì chắc chắn là đi nó nhanh hơn, đúng không? nhưng mà muốn chậm thì chắc là phải phanh vì cảm giác nó thơ mộng hơn khi mà mình xuống dốc. mà em ơi nhìn thấy cái này không này Ở trên xe thì thích lắm, đúng không? đặc biệt là bạn nào mà có xe mui trần đấy kiểu xe ô tô ấy thì đi vừa gió và vừa ngắm thích cực đấy nó có nó chuyển động nhanh dần đều đấy nói rõ là nhanh dần đều nhá tức là ở đây mình phải viết được biết được là a lớn hơn không a lớn hơn không em nhớ chưa à, gia tốc của chúng ta là một m trên dây bình tức là a bằng cộng đấy cộng 1 nếu như nó chậm dần đều ấy thì chúng ta rõ ràng <laughs> là có a âm ở đây hiểu chưa biết chiều dài dốc là bằng này chúng ta chỉ xét trên chiều dài dốc thì nghiệm nhiên cái đoạn này chính là SC. Tính thời gian để ô tô đi hết dốc. Nhá. Và ở đây người ta ngầm định là bắt đầu xuống dốc thì cái T0 của mình là ở cái thời điểm bắt đầu tính xuống dốc từ 36 km/h này. Và vận tốc của nó tại chân dốc. Đấy. Thì bây giờ nhá, bây giờ nhá. cái thao tác đầu tiên là em phải đổi nó về cùng một cái loại đơn vị. Đây là quãng đường là mét thì phải đổi vận tốc là mét trên dây thì cái bước đầu tiên là em phải đổi cho thầy Đổi 36 km h Cái này bằng 10 m trên giây Có 3 cách thuộc Cách đầu tiên thuộc Cách thứ hai thì em làm như sau 36 Nhân 1 000 Chia cho 1 giờ là 3 600 giây Đúng không? Đấy. Em thấy chưa? Thế này 1 phần 3,6 Vậy thì chỗ này chỉ còn 10 m trên giây Cách thứ hai dò vào trong máy tính ấy, Tìm cái chỗ đổi km trên giờ ra m trên dây được Nếu muốn không muốn phải nhớ Nhưng thầy khẳng định là nên nhớ đi Cách đổi là cách hay nhất Rồi Cái vấn đề số 2 là bây giờ chúng ta xét là Cái thời gian để ô tô đi hết dốc Thì trong đầu các em lưu ý cho thầy Lưu ý cho thầy ở trong đầu của mình ấy, khi mà lập luận bài toán này thì em cần phải biết là cái công thức nào mà mình có thể tìm được T Đấy công thức mà có liên quan đến gia tốc thì chỉ có thể con này Con x thì không được rồi vì nó là quãng đường là độ dài dốc Và con này Đúng không? Con v nữa được không? V mình chưa biết v như thế nào Mỗi v ở vị trí xuất phát thôi V không thôi nên không dùng cái này Chỉ có con này hoặc là con này Đấy. Nhưng cái con này cũng bị vướng luôn Vì sao? Vì cái v sau là biết đâu Chúng ta phải có quãng đường Vậy thì tập trung vào À chúng ta phải dùng cái công thức này Đấy. Trong đầu em phải có công thức trước đã Sau đó mình mới vận dụng vào Nhớ chưa? Thì chúng ta có quãng đường Đề bài nó không nói là T0 bằng 0 Thì em cũng phải ngầm hiểu như vậy Vì cái lúc mà mình chọn nó bắt đầu xuống dốc Thì lúc đấy là T0 được xét là bằng 0 Nhớ chưa? Thì quãng đường lúc này là SC bằng uh, V0 T cộng 1 phần 2 lần A nhân t bình đấy ok ừ do lại mình có v trước quãng đường có gia tốc thì tìm được thời gian không có thì em nhìn vào phương trình này à, chúng ta chỉ cần thay số vào thì chúng ta có quãng đường là 192 192 bằng V0 vừa trong mình tính ở trên đây là bằng 10 nhân T cộng với 1 phần 2 lần nhân với gia tốc là bằng 1 nhân với cả t bình thì đây là một cái phương trình bậc 2 đối với t thì các em chỉ cần thao tác trên máy tính là xong bấm nhá 0,5 10 trừ 1 12 và 32 tương ứng kết quả trả về chỗ này hoặc t bằng 12 giây hoặc t bằng trừ 32 giây Thì cái con này là loại vì cái thời gian mình thực hiện là không âm. Thời gian luôn dương. Đấy. vậy thì sau 12 giây. sau 12 giây thì xe đi hết dấu Đấy. em chú ý cho thầy nhá, xe đi hết dốc. Tiếp theo, vận tốc của nó tại chân dốc. vận tốc tại chân dốc. Ừ. Vận tốc Tại chân dốc thì có rất là nhiều cách để em có thể xử lý được bài này. Ví dụ xét V ở chân dốc thì hiểu là V ngay tức thời ở chân dốc thì dùng công thức này hay dùng cái công thức bên dưới này cũng đều được. Vì sao lại như vậy? Vì cái quãng đường mình biết rồi, gia tốc biết rồi và V1 đều biết rồi thì thầy sẽ hướng dẫn các em cả hai cách xem nó có đúng không nhá. Vận tốc tại chân dốc. Tại chân dốc Đó là uh, V bằng V0 cộng với cả A nhân T V0 là 10 cộng với A là 1 nhân thời gian mình kia là 12 Thì rõ ràng là vận tốc chạy tại trận dốc là 12 cộng 10 thì nó ra bằng 22 m trên giây Đấy nhá, con đầu tiên này Cách 1 Cách số 2 Dấu hiệu là chả cần dùng đến T vì đề bài nó không có T gì cả Mà lại có quãng đường và có giá tốc Thì trong đầu các em phải nhớ Được cái hệ thức là V bình trừ V không bình Thầy thích cách này hơn Bằng 2 lần A nhân SC Đúng không em? Vậy thì bây giờ chúng ta hoàn toàn biến đổi được là V bình thì bằng V không bình Thay số vào Tức là chỗ này là 10 bình Cộng với cả 2 nhân Gia tốc là nhân 1 nhân với quãng đường Là 192 Và nếu như Thầy lấy cái căn bậc 2 này thì các em hiểu đúng không? Đấy bấm máy nào. Căn bậc 2 của 10 bình cộng 2 x 192 thì nó ra bằng đúng 22 luôn. Hai cách hoàn toàn giống nhau. Em có thể lựa chọn cách nào? Nhưng thầy ưu tiên cách này hơn. Đấy, ưu tiên cách này hơn vì một phát nó ra luôn mà không phải tìm qua tên. Nhá. Thầy cho mình xử lý câu này nhá. Xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Trong 3 giây đầu thì đi được quãng đường là 2,5m A Tìm gia tốc và vận tốc của xe máy lúc T bằng 3 giây Ý B Tìm quãng đường mà xe máy đã đi được trong giây thứ 3 Đây bài tập rất là hay Nó sẽ có lặp lại cái ý tưởng này ở phần bài tập rơi tự do Lưu ý cho thầy nhá Rồi chúng ta cùng bóc tách này Chuyển động thẳng nhanh dần đều Từ trạng thái nghỉ À từ trạng thái nghỉ thì bây giờ thầy tóm tắt các cái sự kiện là nhanh dần đều Thì tích AV là lớn hơn 0 Từ trạng thái nghỉ Tức là chỗ này là V0 của chúng ta là bằng 0 Hoặc v một mỗi... Trong 3 giây đầu thì đi được quãng đường là Là 2,5m SC Và 3 giây đầu Thì ở đây là T Tìm ra tốc và vận tốc của xe máy lúc t bằng 3 giây. Lưu ý gia tốc là không đổi trong toàn bộ quá trình. Nhớ chưa? Chúng ta có quãng đường là 3 giây nhá. À quãng đường là 3 à, trong 3 giây thì quãng đường đi được 2,5 m. Vậy thì bây giờ tìm gia tốc thì chúng ta sẽ phải đi từ cái dữ kiện mà có liên quan tới quãng đường. Đúng không? Vậy thì nhìn vào đây. Có thời gian. Đúng chưa? À, có quãng đường, v0 thì bằng không rồi thì nghiệm nhiên chúng ta hoàn toàn tìm được gia tốc a. À, và T0 thì T0 thì nó tính từ lúc mà bắt đầu xuất phát, tức là T0 là bằng 0. Thì chúng ta có công thức quãng đường SC nó bằng V0T cộng 1 phần 2 lần A nhân T bình. Thì theo giả thiết theo giả thiết thầy cho đó là cái quãng đường SC bằng 2,5 m. À, V0 từ trạng thái nghỉ tức là con này bằng 0. Đúng không? Và cái thời gian thầy đo đạc là trong 3 giây Thì từ các cái thông số này Chúng ta thay số vào Chúng ta có thể tìm được ngay giá tốc 2,5 Cái con này là V0 là bằng 0, không nhân T thì bỏ qua nó đi Cái này bằng 1 phần 2 lần A à, Nhân T bình là nhân với 3 bình Là 9 2,5 chia cho 4,5 tương đương Thầy xin lỗi 2,5 Ờ à, Đúng rồi Chia 9 phần 2 chia 4,5 Thì chỗ này còn 5 phần 9 Kết quả trả về chỗ này là bằng 5 phần 9 Mét trên dây bình Đúng không? Đấy, 5 chia 9 rồi Thấy ngay mà Đấy Gia tốc thì nó sẽ không đổi trong toàn bộ quá trình Bây giờ xác định vận tốc lúc 3 giây Lúc 3 giây Tức là chúng ta buộc phải dùng cái công thức này rồi em Không thể khác Buộc phải dùng công thức đấy Nhớ chưa? Thì bây giờ mình có vận tốc tức thời Lúc 3 giây Thì V bằng V0 cộng với cả A nhân T V0 là bằng 0 Cộng A là 5 phần 9 Và nhân với thời gian là 3 3 giây Thì mình có chỗ này là 5 phần 3 Chỗ này là mét trên giây Đấy, đấy là ý a rất là nhanh gọn ý b tìm quãng đường mà xe máy đã đi được trong dây thứ ba dây thứ ba thì nó sẽ kéo dài từ uh, thứ hai đến 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 thứ ba trong dây thứ ba ừ. ví dụ ở trong ba uh, dây đầu thì nó khác và trong dây thứ ba nó khác thầy phải khẳng định các em điều đấy trong dây thứ ba thì bây giờ chúng ta sẽ phải xác định cho thầy cái quãng đường Đấy quãng đường Vật đi được sau 3 giây Sau 3 giây Ok quãng đường vật đi được sau 3 giây Thì SC Thầy đặt chỉ số là 3 Thì sau 3 giây nó đã đi được cái lượng nào bằng này Là 2,5 mét Không cần phải tìm nữa Nhá <laughs> Tiếp tục, quãng đường vật đi được sau 2 giây thì SC chỉ số 2 ở bên dưới này. Đó là cái công thức trên này V0 là vứt đi rồi. Thì chúng ta còn 1 phần 2 lần A là bằng 5 phần 9 nhân T bình. Đấy. Mà T chính là 2 giây. Đấy. Cái T này chính là 2 giây này thì chúng ta thay vào hai bình là 4. Vậy thì chỗ này này, 4 chia 2 là còn 2 thì chỗ này còn 10 phần 9 m. Vậy thì cái quãng đường cần tìm quãng đường trong dây thứ ba chính là quãng đường cần tìm. Chính là delta SC nó bằng SC3 trừ đi SC2. Tức là bằng 2,5 trừ đi 10 chia cho 9. Tức là chỗ này bằng 1,38 gần thế hay nó bằng 25 phần 18 m xấp xỉ bằng 1,38 m. Đấy là kết thúc ví dụ này.